Bài thoại ba sắc thái tình cảm. Chuyện gia đình. Mẫu 1. Vài người con. Sắc thái đau khổ. Ba cầm tiền lại đi. Ba định dùng số tiền này để mua lại con sao? Mua lại công của má nuôi con suốt 19 năm nay. Ba có cảm thấy mình ích kỷ lắm không? 19 năm trời, mẹ và con phải sống trong sự khinh miệt của mọi người xung quanh. Mẹ mang tiếng là kẻ không chồng mà lại có con. Ngày con chào đời, bên cạnh mẹ chỉ có bà ngoại già yếu chậm chạp. Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Mẹ ngậm đắng nuốt cay, tần tảo nuôi con từng ngày, đi bán từng thúng xôi, từng ký than. Nghề nào mà mẹ không làm qua? Lúc đó ba đang ở đâu? Ba ăn sung mặc sướng, hạnh phúc với một gia đình mới ở bên kia đại dương, cái thế giới mà người ta cho là thiên đường của những trò thác loạn. Ba đâu cần biết là ở bên này có một người con gái đang mang trong bụng giọt máu vô tình của ba. Giọt máu đó được sinh ra và lớn lên trong sự đùm bọc của mẹ và bà ngoại nó. Bạn bè lúc nào cũng gọi nó là đứa con quan. Có lúc nó muốn chết đi cho xong, nhưng nó phải sống, sống để vươn lên, tạo một tương lai sáng hơn, bù đắp cho sự mất mát của nó. Nó sống thầm lặng chui rút như một con rùa, mỗi ngày từ nhà đến trường, từ trường về nhà, vậy thôi. Nếu như không có sự nhẫn nhục và ý chí thì mẹ con nó chết từ lâu rồi. Còn đâu đến ngày hôm nay ba trở về dùng tiền mua lại con từ tay mẹ chứ. Con đã nghe hết tất cả. Vì vợ ba không sanh được nên ba mới về đây tìm con. Ba muốn con sang bên đó với ba. Vì toàn bộ tài sản và các công ty kết xù của ba không ai trông coi và quản lý chứ gì. Con không cần. Con không cần gì cả. Con chỉ cần mẹ. Con xin ba. Ba đừng làm khổ mẹ con nữa. Mẹ con khổ một đời rồi. Trái tim ba không phải chảy bằng máu lạnh chứ.